Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Sài Gòn Đẹp Lắm. Chúng ta lại cùng nhau trải qua những nẻo đường. Nẻo đường từ khu Phan Lưu. Chúng ta đi tới khu sân bay các bạn. Tới cái đường hầm chui mới làm nha các bạn. Đây là ngã tư Phú Nhuận. Sáng thứ hai đầu tuần tháng 10 năm 2024 các bạn. Rồi, trước là đường Đỗ Tấn Phong. Rồi xe quá đông luôn coi cho anh chị các bạn. Bánh mì 110 đây. Mình đi quay mà đi chậm chậm cho mọi người xem. Mình chạy dọc theo Cộng Hòa tới Trường Chinh mình quay lại các bạn. Cao điểm các bạn, ngã ba Hồ Văn Khôi. Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập xe cộ các bạn ha. Thank you.
thẳng vào khu khu bãi. Bên phải chúng ta là khách sạn Tân Sơn Nhất. Công viên Hoàng Nhãn Hậu các bạn, hầm chui. Chúng ta đi thẳng xuống hầm chui nha các bạn ha. Thì hầm chui thì dẫn tới trái ra đường Cộng Hòa các bạn, đang là thi công cái cầu bắc ngang qua khu này. Hồi xưa thì cũng có cái cầu nhưng mà dễ tỏa để làm hầm chui á, bây giờ làm lại cái hầm chui các bạn, cái cầu treo qua hầm chui đi ngang qua đường Trần Quốc Hoàng. Giảm kẹt xe các bạn, nhưng mà khúc phía trước thì vẫn chưa đang làm quá ha, thấy cũng ít xe đi. Mình thấy tại cái băng qua đường chỗ Hoàng quẹ vô Bùng Minh rất là đông xe, mình giảm được một khúc kẹt xe luôn các bạn đó. Đường đây là khu vực các công trình xung quanh sân bay. Đó, cái công trình xung quanh sân bay các bạn. Rồi, chúng ta sẽ rẽ trái, rẽ trái ra đường Giải Phóng, mở đường Giải Phóng xong rồi chúng ta sẽ quay ở đường Cộng Hòa. Phía trước là cũng là đang làm hạ tầng làm đường chưa xong, chưa đi được khúc đó các bạn. Đây là đường Đồ Sơn, đường chúng ta đang đi đường Thăng Long, dự án trung tâm kiểm soát không lưu nè đang thi công.
xe đi. Chúng ta phải cẩn thận nha cô chú anh chị các bạn, xe giờ đi ngược chiều rồi đi dừng lại quẹo tùm lum á, giao thông chằng chịt, mình đi cũng phải cẩn thận. Đây còn kênh, có một con kênh bắt ngang qua con đường này. Mình thử đi tới cuối đường như đâu các bạn. Đây có cặp voi cà phê nè, có 7K nè. Thường là mình sẽ về trái chỗ khúc hồi nãy đường Giải Phóng, chỗ đó các bạn ra đường Cộng Hòa. Thử coi đi đâu. Đường là đường Giải Phóng à. Rồi đây các bạn cuối đường rồi. Đời các bạn, biệt thự đây VIP mà. Khu này biệt thự VIP. Tới kiệt cuối đường rồi. Biệt thự ở đây em sẽ hơi mười mấy 20 tỷ. Đây là ở thoải mái chứ không có kinh doanh được, kinh doanh khúc này à, này còn quay phải hẻm nè. Hẻm 100 này đi. Ra đường Cộng Hòa. Đây tấp nập bán bún bò, phở, hủ tiếu. Con đường nhỏ nhưng bán đầy đủ á, hẻm 108 nè các bạn. Hẻm 108. Nhà thuốc tây này, cũng có con kênh nhỏ nhỏ. Đó, con kênh nhỏ nhỏ mặt qua. Mình sẽ tới Hoàng Hoa Thám á, thì thẳng ngoài qua Hoàng Hoa Thám. Bên trước chúng ta là siêu thị Bún Cơm các bạn. Rồi mình quay cô chú anh chị các bạn xem cảnh ùn xe ngày thứ hai đầu tuần các bạn ha. Đông xe bây giờ cũng là 8 giờ kém 15 rồi. Mình sẽ đi đúng luật không ra lên lại nha, coi bây giờ là công an cũng phạt leo lên lại các bạn ha. Nên mình đi xe mình cẩn thận không leo lại nha. Sống và làm việc theo pháp luật nha các bạn. Ở khu này là hay ôm cái chỗ cầu Hoàng Hoa Thám nè. Ráng mà đi. Yeah.
xe. Pico là già bên trái, tòa nhà nó te. Đường nó nhỏ. Trồng xíu, trồng xíu rồi chúng ta dòng mà ở cái đường từ thẳng đó, phía trước đó là cái tường sân bay qua mình đi ké một đường trong đây xong mình dòng ra đường Cộng Hòa cho đỡ một phút kẹt xe. Hùng xe tới khoảng 8:15, 8:30 là hết rồi các bạn, là mở cái len trên cầu Dược á là thấy là bớt kẹt xe đi nè. Khu này rất yên tĩnh nè. Ngoài chuyện kẹt xe thì ở khu này rất là thú vị, yên tĩnh. Mà có điều là nghe tiếng máy bay nha các bạn. Máy bay hạ cánh cất cánh thì mình nghe tiếng hơi ồn tí. Khu Tân Phú cũng nghe tiếng máy bay á. Quá trời đông.
sốc lên, sốc xuống rồi trọng lượng nặng á, sẽ hư vỏ xe á. Đó các bạn thấy bên đây không? Quá trời xe, quá trời kẹt xe. Bây giờ mở mở cái tuyến phía trên nữa, thấy mở cái tuyến phía trên nữa, kẹt xe trên cầu vượt mà quá trời kẹt xe. Thì dân trại quân đội bên phải chúng ta, chúng ta hồi chúng ta quẹo phải ngắm đường Hoàng Hoa Thám mở rộng thế nào. Đường Hoàng Hoa Thám các bạn, cầu vượt qua Hoàng Hoa Thám. Này đang làm cái ngày ga T3 đó thì mình nghĩ sẽ có cái nhà ga trong đây, muốn cái đường này sẽ ra theo ha, đường sẽ ra không ra sân bay, nhưng mà không biết cái bài toán kẹt xe thế nào, sợ kẹt xe nữa mở ra, nhưng mà lại thêm lượng xe nữa sẽ tới sân bay vào giờ cao điểm, quá trời xe. Đây có sân cầu Long Hoàng Hoa Thám nè, nhà dân đường xá cũng đang làm hạ tầng làm với các bạn, nó về mở hơi bị nhỏ, mở thêm một phút lớn nữa đây, đây, ok hơi nó hơi nhỏ ba mẹ, mở thêm chắc được 3-4 mét gì đó từ cái vỉa hè mới vô trong các bạn không. Đường Hoàng Hoa Thám đây có chung cư Carillon 3 này. Đây cũng gần sân bay này, tiện này. Nhưng mà có tiếng ồn máy bay như mình nói đi thẳng vô trong rồi phía trong là gì, dân trại quân đội các bạn. Đường xá cũng đang ngổn ngang sau cơn mưa. Cái gì đây? Này có biệt thự VIP à? VIP Pro.
câu lạc bộ pickleball, câu lạc bộ tennis, rồi tới đâu à? Con đường này bọc vòng ở sân bay. Quán ăn. Đây có một biệt thự VIP ở đây luôn. Rồi chúng ta vòng ra và hang bên phải, chúng ta đường thẳng vô khu sân bay rồi không có đi vô được. Quán thọ Quý Mạnh nè, đây là bán thịt thỏ nè. Chúng ta vừa phải các bạn. Ở khu quanh trục đường Hoàng Hoa Thám. Ở kho bãi GT Express nè. Ở kho bãi một cái chuyển phát nhanh nè. Chuyển hàng các bạn, liên đoàn lao động quận Tân Bình đây. Đây là đường Nguyễn Khuyến Lê các bạn ha. Nguyễn Khuyến Lê mình không biết phải là tên một nhà văn không? Nhà văn chuyên dịch các sách các bạn. Đường Nguyễn Khuyến Lê. Con đường này đi đâu đây? Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình. Quận Tân Bình này thì thông qua Gò Vấp với các bạn được Phạm Văn Bạch đó. Công ty dệt may 7 nè. Khu bên phải, khu bên phải đường Hồng Hòa. Khu bên trái là khu K300. Là khu bên phải là có những con đường ở đây. Rồi sẽ có những xí nghiệp xưởng ở đây. Đây sống thì thú vị, hơi ồn máy bay thôi. Rồi cửa cách âm đó các bạn. Cuối đường ha, khu tập này, khu tập thể gì đó. Khu tập thể, khu quân sự các bạn. Đường Trần Văn Dư nè, 125 Trần Văn Dư. Này có hợp tổ dân phố ở đây các bạn, thấy nè. Trụ sở tập thể hợp tổ dân phố ở đây. Thank you.
chúng ta sẽ dòng một số con đường rồi chúng ta ra đường quay lại các bạn ha, là hết lộ trình ngày hôm nay. Đây là bán đồng phục quân đội, công an. Khu này đường này cũng vắng, buôn bán cũng không sầm uất. Và mấy đầu đường thì có thể bán dễ dàng mà sầm uất các bạn, mấy đầu đường á. Đường Mai Lão Bạn, đường cũng là lạ ha, đường Mai Lão Bạn. Đường Trần Văn Dư đây, phường 13 Tân Bình. Khu này lớn quá, vòng vòng vô thấy lớn ghê luôn chứ không có nhỏ đâu. Ở bên phải chỗ khu mà vòng quả thám á. Bạn thấy trong khu này khu nội khu cho nên ở cũng rất sướng, tại vì xe tải bự không nên ít khi vô đó. Bên trái đi, bên cuối đường bên trái. Đây có những cái văn phòng công ty, những quán ăn cho những cái văn phòng công ty. Trong đây thì hơi đường nhỏ, buôn bán cũng hơi khó khăn. Đây là đường C1. Không biết đường là đường C1 các bạn. Thấy ngoài cổng quà đó, đường C1 qua phường 13 Tân Bình nè. Ở vòng vòng nãy giờ vô cái đường C1 rồi. Sakura Building. Ra đường vào dưới chân cầu vượt của anh, dưới chân cầu vượt nè. Trung tâm Anh ngữ Red. Đường to to Red. Đó, mình ra khu này rồi. Khu này bắt đầu thấy bên kia ủng xe các bạn ha. Nắng quá trời nắng luôn. Thank you.
trời đông xe các bạn. Tới khúc này là đỡ nha, mình đi tới phía nữa là xe hùng xe. Mình sẽ quẹo lại Tân Kỳ Tân Quý các bạn. Phía sau xe cứ đi bóp còi in lại cái đó, xe chạy cái hồn chạy kìm giờ lấn vô cái trong gây hồn các bạn. Nên cô chú anh chị đi xe mình đi cẩn thận, giờ cao điểm rất là đông xe. Đây là khu hồi xưa là tập trung những chuyến xe đi Campuchia nè, không giờ không biết còn nữa. Mình vừa phải vô bên đây để các bạn khám phá những tuyến đường bên đây, và mình đâm thẳng Tân Kỳ Tân Quý nha. Đây là đường Lê Tấn Quốc cho các anh chị các bạn. Rồi tăng mức. Con đường này thì cũng thẳng tới cuộc sân bay, có nghĩa là cũng ôm theo cái vòng sân bay các bạn. Đường Lê Tấn Quốc. Đây có những con đường nhỏ nhỏ là Nhất Chi Mai nè, cũng quẹo chắc quẹo ra vào Hòa Tháo này. Đó, đi ra đây Cộng Hòa quá, Nhất Chi Mai. Khu trong nội khu trong khu Tân Bình. Phường 13 phố Tân Bình, tính ra phường Tân Bình rất là lớn các bạn, nhiều hẻm hóc quá nha, lớn lắm. Cái đường Lê Văn Huân đây, công viên ở giữa các bạn. Cái đường này đường gì đây, phía trước nè có một con đường vòng vòng ở trong đây. Mình đi vòng vòng đường Nguyễn Đức Thuận phường 13 Tân Bình. Đường này đi đâu đâu thấy xe cũng xe cộ cũng nhiều. Đường Thân Nhân Trung à, đây con đường phố 13 Tân Bình đúng không? Đường Thân Nhân Trung. Rồi chúng ta đi quay lại các bạn, người Thân Nhân Trung.
gọi là khúc này các bạn ha. Đó, gọi là khúc này. Khúc này đi ấp Bắc nè. Thì lộ trình ngày hôm nay của kênh Sài Gòn Đập Lấn đến đây là tạm dừng. Mình đi một vòng từ Phú Nhuận Ba Lô, mình ra tới Cộng Hòa, thăm con đường ở trong khu Cộng Hòa, rồi mình đi tới Hoàng Hóa Thám qua ngắm cảnh kẹt xe về cao điểm. Thì lộ trình hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào clip kỳ sau.